Hôm nay cả nhà đi trong rừng, con 15 phút trước đi bắt cá, không có cá. Hello, xin chào cả nhà. À, hôm nay cả nhà mình đi vô trong rừng cắm trại của chú anh chị bên kia là có một cái bờ hồ để bắt cá. À, anh hai đang nướng xúc xích, hôm nay vô trong rừng nướng xúc xích của chú anh chị. Anh hàng ngày ở nhà thì phụ nữ làm, hôm nay đi cắm trại thì đàn ông vô bếp. Đó. À, ngoài ra thì cô chú anh chị nắm. À, mọi người không có dự định là đi hái nấm đâu, nhưng mà gần rừng á, cái em đi vô này là mình đó nha, tìm được một ổ nấm cô bác nè. Con này cái nấm bự quá, quay hết màn hình luôn. Cái nấm bự bằng bao nhiêu cm? 20, 25 cm đó cô bác. Này, à, tự nhiên em vô em gặp được mấy chỗ nấm á mà nó nhiều đến mức độ mà nó già, nó lớn như gì nè. Có cây thì nó lớn mà Rinh cầm lên cái nó bị ấy luôn, cầm lên xong một cái nó bể luôn, cái kiểu là không ai hái á. Này mai á con mình đi vô tự hái nè, ai cũng bất ngờ hơn quá chừng luôn nè, cắt cái chân quá chừng luôn, đã ghê chưa. Cả nhà đang chào. Đi vô trong rừng đi cắm trại mà không có men theo dao cô bác à, à cô chú à, cho nên là phải dùng cái cây chặt củi cắt cắt thịt đó. Lại hồ chẳng có món gì đặc biệt hết, ở nhà có gì đó thì đem đi nè, rồi ghé siêu thị mua thêm. Lucas, không con nói hôm nay gì con làm gì, con nói con bắt cá hả? Sao rồi có cá không? Chưa, đang chờ đúng không, thả lưới chờ. Không có cá, không có cá hả? Tima xin chào, mà lấy gì gift mark đa chim cơ riz. Chim đây, chim cừu chứ. Rừng này rừng thông, rừng thông nhỏ nhỏ không à, nhưng mà điện cái là nó ấy á, nó còn nhỏ nhưng nó trong lành lắm cơ chứ, không khí nó trong lành á. Bên kia có một cái bờ hồ, hồ nước trong hồ này là thành nó có từ khi mà ở địa phương, ở những cái công ty người ta khai thác khoáng sản á, người ta đào lên nó xong rồi sau này á lắp lại thì nó còn lún á, cho nên là nó tạo một cái hồ ở ở cái khu vực gia đình anh trai ở á, thì có rất là nhiều hồ, tự vì ở đây là một cái địa điểm khai thác khoáng sản rất là lớn hơn 30 năm nay á, cho nên 50 năm rồi. Này, những cái ngôi nhà như thế này là nhà địa phương á, người ta tự cất lên nè, để cho người dân đến đến cắm trại, đến nướng thịt, có cái chỗ để trú mưa nè, đó người ta tự xây lên cho người dân ở. À quên, sorry. À, người ta tự xây lên để cho người dân đến cắm trại á. Xung quanh đây toàn là hồ nhiều á, đó. Có bàn, có ghế cho mọi người cắm trại nè. Này một cái ngôi nhà, nhà lớn luôn đó, những cái ngôi nhà đẹp ha cô chú à, xây còn mới luôn nè. Rồi mọi người mùa hè á, rồi đến đây để cắm trại.
Cho nên là ở trong rừng nó rất là sạch các bác nè. Cô chú anh chị thấy không? Trong rừng mọi người đến cắm trại nhưng mà mọi người á chơi xong á, xong rồi tự bỏ rác vô trong bị đem đến cái nơi mà bỏ rác, bỏ cho nó sạch á, cho nên là rất là sạch sẽ, không có một cọng rác luôn cô chú anh chị thấy không? Trong rừng mọi người cắm trại quanh năm. Chỉ trừ mấy tháng mùa đông cũng có người đến, cũng có thùng rác nữa. Đó có thùng rác rồi lâu lâu có người ta đến, người ta đến đây người ta lấy rác. Trong rừng không có một cọng rác, rất là sạch. Trên kia là một cái đường xe, hồ nước, hồ này có cá nha, nhưng mà nó cũng sâu lắm cô chú anh chị. Nó cũng sâu nhưng mà điều cá có lúc có lúc không, tại vì nó trốn á, khi nào nó ra ngồi nó ăn á mình mới câu được. Nhưng mà ngầu này cô chú nè, cô chú thấy không, ngầu để câu cá con câu cá đúng không? Chị Ba đang làm cái gì chị Ba? Con giúp ba ba hả? Con giúp ba ba lượm rác hả con? Con nói xin chào ấy. Con khóc hả? À, ấy là con té rồi con khóc. Mét. Ủa ba ba quét con. Lấy cái chổi quét con à, lấy cái chổi á. Lấy cái chổi bên kia. Vi nhịt đây. Vi nhịt đây. Nghe vi nhịt cái chổi á, nghe ure này. Hai cha con đang dọn rác từ mùa xảy ra chiến tranh ha cô chú anh chị ha, xảy ra chiến tranh từ lúc mùa đông xong rồi chuyển qua mùa xuân rồi qua mùa hè giờ mùa thu lại rồi lá rụng lại một lần nữa, theo định kỳ rụng lại một lần nữa, chuẩn bị bước qua mùa đông nữa nhưng mà vẫn chưa hết chiến tranh. Biết chừng nào mới hết chiến tranh hả? Chị Mai giỏi chưa lượm rác coi. Mark, hello. Hello. Chị Mai giỏi chưa lượm phụ ở ba hả con hả? Con nhớ chơi, con nhớ bố pha. Con nhớ bố pha xuống con chân. Con nhớ. Con nhện spider, con nhện. Chị Mai giỏi với người ta. Phụ ba quét cát nãy giờ. Chị Mai giỏi với chợ, với nhà, với đồ. Bắt trước ba làm.